Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những màn đập phá kim cương cực kỳ kinh dị. Vâng, cảm ơn bạn Khoa đã liên hệ cho mình. Và đây là hạc của bạn ấy. Bạn ấy nhờ mình đập phá 24.000 kim cương. Và chúng ta sẽ cùng quay vòng qua game. Và như thế cái chúng ta cần có chính là Kukri VIP Inferno và Dual State TMP VIP. Đó chính là hai món mà bạn ấy cần. Còn đây là của bạn ấy. Hiện tại bạn ấy đã lên VIP 8 và đã mang những cái đồ cùi bắp nhất để có thể quay hên xui nó ra. Đấy, bạn ấy đã gài sẵn cho mình rồi. Còn set đồ của bạn ấy thì nó cũng rất là VIP. VIP 8 mà, các bạn dĩ nhiên thì các bạn phải nhìn thấy được bên trong nó sẽ có những gì. Vâng, rất là VIP luôn. Thì mình kéo xuống xem ở dưới có gì. Có cả DE VIP Inferno. Vâng, chưa có cây quắm thôi. Cây quắm thì hình như là ngày rồi. Vâng, có rất là nhiều đồ. Nó các kiểu luôn. Úi dồi ôi, rìu nhiều thế. Rìu ngày, rìu vĩnh viễn xen lẫn, đan trộn cùng nhau, tạo nên một cái vẻ đẹp cực kỳ là bóng loáng. Rồi, nói chung là cũng bình thường thôi. Được mấy cây VIP ở trên này. Rìu cũng khá là nhiều, làm cho chúng ta có thể lóe mắt bởi những cái gì đấy mà tôi bỏ qua. Nó không liên quan với chúng ta. Sẽ cùng quay trở lại với cái vòng quay này. Hiện tại thì GP chỉ có 210.000, không đủ chúng ta có thể rồi chúng ta sẽ cùng vào thôi. Mình sẽ không liên thuyên nữa. Đầu tiên mình sẽ đập một phát 100. Có cả phiếu giảm giá. Ok, mình sẽ dùng phiếu giảm giá luôn để cho tiết kiệm. Vâng, chúng ta sẽ đập 90 luôn cho nó chất đi. Và mới vào thì dã một phát luôn đi để xem nó có ra hay không. Vâng, ra thì không ra. Ok, chúng ta sẽ cùng là mồi. Và mình nghĩ mồi là một cái thứ gì đó không thể thiếu đối với cái vòng quay này. Nếu mà không mồi thì chắc chắn sẽ không bao giờ ra. Ra gì đây? Vâng, nếu không ra gì thì đúng là quá đen. Và chúng ta tiếp tục mồi thôi. Không, một điều gì đấy sẽ thay đổi cái kho đồ của bạn này. Mình nghĩ toàn đồ ngày thôi. Ừ, rất nhiều đồ ngày trên cái của bạn này. Chắc chắn luôn. Vâng, đừng nói là không có đồ vĩnh viễn nha. Thì mạnh hút kinh vậy. Gắt vậy trời. Đập 10 thì nó ghê quá. Chúng ta đập 900 luôn cho nó chất. Ừ, 900 chắc là không có rồi. Chúng ta sẽ quay lại 10 thôi. Ừ, tốt nhất đập 10 cho nó rẻ hơn, tại vì chúng ta có nhiều phiếu giảm giá. Vâng, thế này thì khá là tốn thời gian, nhưng mình nghĩ đập tầm 10 thôi thì nó sẽ dễ ra hơn, thay vì các bạn cứ đập một chùm như thế. Ui giời, lại bom thế này. Bố mày nhiều bom rồi, không cần nhiều hơn nữa đâu. Cái này tha hồ mà thu hồi súng nhá. Vâng, anh em rất thích cái màn thu hồi súng. Hoặc đập như thế này thì nó hơi bị lâu, xác suất nó ra thì mình nghĩ nó sẽ nhiều hơn. Bằng chăm chỉ quay tay, vận may sẽ đến. Đéo ra, khó nhở. Đã lâu lắm rồi mình mới đập lại cái vòng quay này, không ngờ nó khó ra thật. Hồi đầu mình đập thì nó rất là dễ ra. Đó là những cái từ ngữ mà chỉ do cái lúc hồi đầu game mới ra thôi. Bây giờ thì chúng ta đã thấy được nó khó hơn rất là nhiều. Không thể ra một cái món gì mà gọi là màu vàng vàng, nó lóe lóe đẹp một tí không được anh em ạ, rất là khó. Mình rất là chịu khó đập cái móc 100 game nhưng thực sự nó không ra. Vậy tao sợ chúng mày quá cơ. Cứ đập tầm liên tục 100 rồi chúng ta sẽ chuyển sang bên này tiếp. Rồi qua lại. Rồi 90. Ra. Nghe bảo là cái khung giờ này nó có đồ ngon. Thế thích nào bạn ấy tầm 8 giờ. Ok. Bạn ấy bảo là tầm giờ này là nó sẽ ra đồ ngon. Nhưng mình quay nãy giờ thì chả thấy đồ ở đâu mà toàn đồ ngày không à. Vâng, bạn ấy bảo mình quay lúc nào thì mình sẽ quay lúc đấy thôi. Cái kết thì mình không biết là nó sẽ như thế nào. Đẹp hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. khá là ghê. Đập liên tục rồi, định mệnh toán đồ ngày. Thế chả thấy cái món đồ nào vĩnh viễn. Thà cho cái gì tào lao vĩnh viễn người ta còn vui. Đây toàn đồ ngày, nó chả động lại được trong tôi cái gì cả. À, phiếu giảm giá chứ nhở. Vâng, đồng lại trong tôi là những cái phiếu giảm giá màu đỏ. Mình rất là ghét. Vâng, nó khó ra cực. Mình thề luôn. Như kiểu là mò kim đầy bể. Nhưng kim cương của chúng ta rất là nhiều. Hiện tại 24.000 kim cương thì trị giá 2.400.000. Mình đã đập hết hơn 1.100.000 rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với số tiền còn lại. Vâng, nó đích ra. Định mệnh, tao sợ chúng mày quá cơ. Bố mày đập 900 luôn. Vâng, khó rồi. Tầm này khó rồi. Bây làm sao phải ra ta? Bây làm sao phải ra? Nó khó quá à. Ui, đẹp nhở. Còn có cả Sonoko luôn. Chất. Vâng, đã có thì cứ mặc Sonoko đi bạn ơi. Sao phải xoắn? Mình dù gì nó cũng không ra rồi. Các bạn quay cái này các bạn từ từ thôi. Mời nữa, linh tinh đấy nhở. Các bạn cứ bình tĩnh và từ từ tà thôi. Mà quay thôi. Các bạn cũng không cần gấp làm gì. Tại vì gấp thì nó rất là khó. Hồi trước ấy thì cái thông báo nhận được người chơi nhận được cái gì đấy, nhận được VIP quay trong vòng quay rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta thấy là nó rất là khó. Còn trong vòng quay nhận được M240B tết la kìa. Còn thằng kia hên thế. Mình quay nãy giờ đéo có. Nó quay không biết là mấy phát mà nó có rồi. Sợ thật ý. Bọn đi mệnh cạn lời. Chả còn lời gì để mà nói luôn. Vâng, đến thế là cùng. Vâng, mình chả còn cái thủ thuật gì để mình quay nữa. Chúng ta sẽ cùng đảo như rang lạc. Vâng, rất khó để quay ra được Dual TMP hoặc là Kukri VIP Inferno. Mình nghĩ cái kết là toàn đồ rác thôi. Anh em thử xem cái kết là sẽ là có thứ gì. Mình nghĩ toàn rác thôi. Vâng. Từng dòng máu đang tuôn ra. Nhưng vẫn chưa động lại được cái gì cả. Vâng, 24.000 game. Chưa có cái gì gọi là vĩnh viễn ở đây. Và cái này thà chúng ta bỏ tiền làm mua còn sướng hơn. Thay vì cứ quay như này. Quay rất là hên xui. Vâng, đập hẳn 900 luôn. Ra đây. Mày vô. Tính mệnh. Chả nhẽ nó không ra thật à. Ôi, phun rồi. Vai. Đậu xanh. Rút thưởng trong ngày không đủ. Vâng, chúng ta đã hết slot rút rồi. Còn tiền nhưng không thể rút được nữa. Ui dồi ôi, 200 lần rồi anh em ạ. 200 lần rồi. Hết rồi. Chúng ta đã quay 200 lần nhưng không ra đồ VIP. Quá là dã man. Cái này mình chịu rồi. Thực sự nó khó ra. Nó khó ra, nó khắm cực ý. Quay 200 lần rồi không được Kukri. Thế còn lời gì để nói. Cái này không biết là có kim cương thì có nhận được gì không. Tức là không nhận được gì rồi. Vâng, rất tiếc. Bạn rất tốt nhưng game rất tiếc. Vâng, game quá tiếc luôn. Đáng lòng. Không thể quay được nữa. Vâng, toàn ra. Rồi, sorry bạn rất là nhiều. Quay thì không ra, nó khó quá. Nó không còn gì để nói được nữa. Toàn đồ ngày. Tu đi để lại áo vàng, tiền đi để lại một đống đồ ngày thế kia. Vâng, đồ ngày rất là nhiều. Vâng, cái này mà tha hồ mà thu súng. Thằng nào mà có sở thích đồi bại có thể vào đây mà có thể thu hồi súng được ấy. Hay đấy, một ý tưởng rất là không tồi. Chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Không có đồ để mà test luôn. Vâng, thà quay ra được Kukri hay gì đấy còn test được chứ bây giờ chả quay ra được gì. Vâng, tay như đầu buổi. Thôi nói thế đùa thế thôi, nhưng thực sự cái này vòng này rất là khó ra nhá, không phải đùa đâu, nó rất là khó. Cho mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Chúc các bạn xem một clip vui vẻ nha. Bye bye các bạn, và cảm ơn bạn Khoa đã liên hệ với mình, và đây là app của bạn ấy, các bạn có thể thích, các bạn có thể liên hệ cho bạn ấy.